rồi chạy đi. Bây giờ thì đang cần bài toán, thứ nhất là dòng tốc này, thứ hai giảm tốc này. Dưới đây là tốc của ống thở mình là do từ cơ cái cơ cơ khí cũng không được tốt. Bây giờ là bằng đây là chỉ xử lý phần điều khiển từ xa, phần xử lý đã ok rồi đúng nhưng mà phần thiết kế khung là cơ khí chưa ok, cứ làm đi được nửa đây nhưng mà sau này phải để chữ chạy tự động thôi chứ can thiệp bằng tay thế nào không được. Đây chỉ cần phải để mua chạy bằng tay thôi, còn mai chạy tự động có cái cảm biến đấy mà. Không, nó chỉ như thế này thôi đấy. Chỉ như thế này thôi. Này thôi à? Ừ. Cảm biến gì? Nó thế đấy, thế nó mới mẻ. À, camera thế cảm biến gì thế? Ừ. Nào, sẽ ra đây em. Một đường cong hoàn hảo à. Đây là cái nhịp nhàng lắm đúng không? Ừ. Còn giật nhiều, nhưng mà phải xử lý nhiều. Không, nhưng mà vòng cua như này nó phải làm sao mà ổn định được. Nó phải là ấy chứ. Nó phải đúng như này đấy, không phải là ấy đâu. Cứ mà chạy đường thẳng tròn thì tốc độ ổn định cơ không, này. Tức là trên mạng là cái này có nhiều thằng cua làm tốt lắm. Nó làm chỉ cái smartphone mình với cái bộ xử lý thôi, nhưng nó chạy mượt mà lắm. Tức là nó có một bộ điều khiển điện tử về ổn định ông vận động động cơ ấy. Thế cái chạy bằng xung, cứ mỗi xung đi được một tí xong lại dừng. Đây này đi xung ăn được mà. Chết. Chết. Bạn có máy tính, gặp máy tính không? Gặp máy tính mà. Không, đừng gặp hết mà nó tắt đấy. Ừ, không gặp hết. Gặp được rồi đâu. Từ từ để yên đấy nào. Nó ném máy tính đi bây giờ. Được chưa? Ờ.
thôi. Vật cản đấy mà, không hẳn là dép đâu. Cá sao nó có thể chân mà, có mà. Người mình nhìn thấy kiểu sao nó nhìn thấy cái dép có. Dùng camera đảo rồi thế. Đùa chứ. Đùa cả vãi. Cái này tôi có điều chỉnh tốc độ động cơ ở trong cái hộp kia. Bây giờ tôi bỏ nó, tôi vặn lại hai động cơ nó bằng nhau là nó cứ chạy thẳng. Cái này là nó cầm cái đèn xanh đèn đỏ ra là cái tín hiệu phát cho động cơ chạy, có thể là màu xanh. Động cơ đang chạy mà mình giơ cái đèn đỏ vào, thì mình thấy là nó dừng. Sao nó biết là đèn đỏ? Cảm biến à? Cảm biến màu đỏ. Không phải là cảm biến màu mà là cái con camera trên kia nó thu nhận hình ảnh của mình vào ấy. Tôi tách cái khung đấy ra, lấy cái điểm mẫu đánh giá cái điểm số màu của nó, xong rồi đưa vào xử lý.
trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao. Điều nào trải bước trên hoa hồng và chân phút thân em như những vi gai được vinh quang đi qua một đàn sóng gió. Người hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã được quên cùng nhau vắt vai người vinh quang đã chia sẻ cùng nhau. Ta cũng sẽ vượt qua và con tim ta đã được nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Đường đến.